Đến sông Sơn thì điểm tiên vương mẫu trốn phủ dày nổi sâu thiên nhãn thịnh mời thành mẫu lòng nữ ngờ một đề phải cùng trên thân cung sẵn thánh sau phụ huynh xin phép quan thầy cũng như là các thầy pháp văn như là các bạn hầu dâm và cũng như là bản hôn cho được phóng viên được tận đồng được loan giá của anh. Tiên cũng khi cười để nhận bầu thánh nhất nghiệp tặng phong xe thăm xe đoàn tử vẫn các thôn quê đất phủ dày vẫn các thôn quê nghĩa hưng tiên bạc nhà lê cải trần để giam tấn ý hôn nhật kiếp A Di Đà Phật xin tam hải ngạn lô nhiệt minh hương la du tử mẫu lương hô hương hỏa độn đắc thanh hương trí tâm kim tương nhất du thập phương nam mô hương cúng dạng bồ tát ma tát nam mô hương cúng dạng bồ tát ma tát nam mô hương cúng dạng bồ tát ma mời mong để địa tiên sinh thành trong đền sông sơn sống tội an cùng nơi phố cát riêng một bầu gió mát sẵn thành bảo đình nhiệt xanh hương phả biến thập phương kiêng thiêng phụng hiến pháp trung ương ban thị hoàng vương chúc thánh thọ địa cử thiên trường nam mô hộ quốc nhân vương bồ tát ma tát nam mô hộ quốc nhân vương bồ tát ma tát nam mô hộ quốc nhân vương bồ tát ma ngồi thành mẫu đệ tam ma cung thỉnh mời thành mẫu đệ tam sức lần lòng nữ ngự miền thoải cung phong kinh xuyên đơn sơn kết loan phòng thảo mai tiểu thiếp đem lòng ra hoa A Di Đà Phật xin tam hải ngạn lô nhiệt minh hương ba lô tử mẫu lương vô hương hỏa độ đắc thanh hương trí tâm kim tương nhất chu thập phương nam mô hương cúng dạng bồ tát ma tát nam mô hương cúng dạng bồ tát ma tát nam mô hương cúng dạng bồ tát ma tát sa người tiến cảnh bầu trời bồng lăng tiến cảnh bầu trời gió nam thoang thoảng ngang bay ngàn đảo trên thiên đảo dòng bay năm vẻ dưới biển nam địa thế trung lệnh khâm sai đôi gánh thiên thủ
dân thì mở mang nam hải đức ông đệ tàn dòng soi tìm gì chỉ vì mau phen mà giác mã chỉ vì ra hồi cùng hoa hải đường vương cô đệ nhất đất mạc xưa là đất trầm oanh xa hồi cùng tên coi đại hoàng vương cô đôi tên coi đại hoàng hồi cùng tờ mờ trông ra cửa suốt tờ mờ chiếc thoi cô bé cầm lá cờ vua phong ra ngồi lập ở hướng đông ngôi đền thờ cậu bé lập ở hướng đông vua sai cậu trần cửa ông thác ngày ra ngồi cùng anh lên vượt trăm ngàn sao mới đến đây đền chùa âm thanh cảnh văn thu lập truyền hoa hòa xinh tươi à. Nhớ ơn công đức thập mà phước phùng lễ chiều cho đến bây giờ anh linh thác hoàng đền thờ nghiêm giác ai ơi đức lại đến đàng bên đàng đền thờ tiên chúa trên ngàn anh linh lễ chiều tiên chúa giáng sinh thank you.
linh phù trợ nhân gian, rẽ mây đường gió bắc ngàn áo phu khe rào ước tích một hình. Lúc đi lộc hà hoàng danh chuông bát xuống bà vương nương thánh nữ lộc hoa trên ngàn những năm binh bạc vừa xa thank you.
mới ban ra, lộc tài chúa giải khắp ra trong đền. Ai nhất tâm chúa mới ban hẹn đi à. Xanh hào bóng bưởi táo dâu, bạch lê hồng liễu vải thiều tranh nghiên, sương bột bầu phong nguyệt vô biên, nên rừng hái quả tào tiên đem về, mà xanh cam quýt xung xê đi à. Bắc sang yên thịnh
hỏi thăm tìm xuống miền nơi nào hỏi thăm ca kết đi vào hỏi thăm ga kết mà vào qua trừ bố hàng nguyệt hồ anh linh ngọc lan xanh toàn bốn mùa ngọc lan xanh ngát bốn mùa lâu cô miếu cậu đôi bên chầu vào trước cửa đền có hồ bát nguyệt sau lưng đền đá phủ rêu xanh núi non trùng điệp bao quanh sầu với một quả cau tiền tài tiết giáp sơn bầu xanh lam xuống ngồi đó mà lòng đau xót thương trần phàm bao kẻ mê nhớ xưa thái tổ chiều ly đồng
Chúa ngắm bà chỉ cho. Chúa truyền các ghế hỏi lo, sầm bỗng xưa đi làm tôi chúc bà dâng lên vải vóc lụa là thoi xanh ngựa thiên tiến về đàn xanh nhân. Cả mái chèo hình hài non chúa bạc vàng kim ngân, tiếng dâng rồi mới được bình an ý à ý. Lòng
tài chúa mới ban ra, nhất tâm bồ đàm để ta gác tay ban cho tiền tốt lụa dày ý à. Đón hoa thờ chúc đi bên nhiều sớm chiều ngàn nay chơi bê bạc rừng vàng, đem cho các ghế giàu sang đời đời, đem cho các ghế nhà nhà giàu. Bồng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa, thanh đồng con nhang khói phục thường, 30 mùng 1 14 hôm dần, 30 mùng 1 14 hôm dần. Cửa nhà ra sự hôm
nhân duyên sông vợ phải lo, hợp tam tam hợp chúa chỉ cho rõ ràng, ai lên đỉnh Bắc An thành ý giá hồi cùng cao mãi quê nhà lâm thao, cao mãi quê nhà lâm thao xuất đó một tòa chúa đệ tam hồi cục năm miếu năm vương rõ ràng, năm miếu năm vương chúa bà bán tỉnh nhớ chúa bà năm Lê Mãnh Thiều mời lại đi.
thiên phương giáng nơi hải phong. Thank you.
ban cho dài nhất sang yêu bổng lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Họ nguyện con nhang thói phụng thờ ba vui cùng một người tư hôm rằm ba vui cùng một hôm rằm mười tư. Dung dinh quay lần đầu, dung xa dung dinh quay lần đầu. Hãy subscribe
biển Sơn Động, tay bàn biển hát khí âm dương, khúc nhạc điệu thẹn danh thơm lẫy lưu truyền.
đắc kiều, mong lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa. Thanh đồng tâm nhắc khấn cùng thờ, ba mươi đồng bọt mười tư hương rằng, ba mươi đồng bọt mười tư hôm giờ. Tâm giữ nghiệp ca ngàn ý.
quan cung thỉnh mời để nhận bóng tôn quan lời lời sắc sắc để trần gian uy hùng. Loan giáng lên châu ngân thường bàn sáng ninh lên châu cầm bàn sáng lên trì công hầu quan đi nhất xa quỳ nhan thập cờ diều quan vì chiếu từ trung ngã thích tận công rằng kỳ thật hoặc lần cần thánh chưa tin trung người xa lăng tâm ra âm từ thi ngạc chúng sinh cô ngã kim đinh thì tài quang mỹ thiên tôn văn sớ dâng lên thượng tài văn sớ dâng lên tôn quan tâu đối chúa tên rõ ràng độ cho đệ tử bình an. Nhà phu quý khăn linh thọ được thì cho sức mạnh bôi buồn sau này được giàu được sang được giàu đồ cho phu quý bình hoàn. Văn sớ dâng lên thương lai văn sớ dâng lên quan đề nhất quan chép biên rõ ràng vì cho từ trường sinh sau này được giỏi được sang được giàu đồ cho phu phi bình hòa. Phúc đẳng hà sa độ cho phúc đẳng hà sa bao nhiêu hạ ách của lớn tống ra hải ngoài độ cho già trẻ gái trai. Dần
tự nhiên dâng nước
xoay vần, xoay vần mưa xa. Đắp tình con thuyền con cô đối nào, anh quang long nhan tập bờ siêu phát vì chính từ trung ngắn tích tăng công dân vì thần hoàng lâm thần thánh chúa tin trung ngần văn sớ dâng lên tượng lai, văn sớ dâng lên tấu quan giám sát chùa tên rõ ràng độ cho đệ tử bình an. Thank you.
chân sơn lâm hùng cường uy vũ, linh sắc rồng cai ngự nam thiên, phục tòng phong bệnh cứu thiên, thanh sơn bích độc mọi miền quán ca. Tốt điện đài uy nghiêm lộc lộc, phép thần thông chỉ dũng ai đường, ngự trên hắc hồ uy cường, đi mây về gió bốn phương độ người. Như lai pháp kinh tam tạng, hiền công tu sáng dạng như hương ba hàng, thế giới tựa đường, dập luận bể khổ tìm đường lạnh xa, mượn bảo thiên tùng thiên bát nhã Thái tử đệ tam phong tôn thần, quan lớn thái tử đệ tam cùng bi quán cổ lòng nhàn y dị thường. Nhan thập thực diệu quan vị chiếu từ trung ngắn tích tặng công rằng kim thật hoặc lâm thật thánh chúa đi chung ngần. Ca lăng tân gia ân từ bi bất chúng sinh cố ngã kim đỉnh lễ khai quang thập kỳ diệu quang minh phải chiếu thiên tôn. Văn sớ dâng lên thượng lai văn sớ dâng lên tôn quan tâu đối chúa tên rõ ràng độ cho đệ tử bình an. Sau này được giỏi được sang được giàu đồ cho phu quý bình hoàng. Không thịnh thịnh nhưng lai điểm khai khai thần nhật quang bình chiếu thần không năng thông thiên khai thật nhì năng thông tình khai tâm tâm hoan hỉ thần tông đăng cổ hành khai quang dòng nhãn thập cờ diệu quan tam xứng hình nhật.
truyền. Chống
cầm cánh chiêng vang ca anh hỏi lốt xanh vàng chim nối giữa muôn triều đình văn võ ba quan giang bình con rước vương quan về châu ngự đồng lớn phát đòi nhân sự sai ông lên cứu trợ trần một tay quan thái tử đệ an cứu sinh cùng lắm đồ oan đúng nhiều chùa thái bình sông sông bề lặng đất lành giang danh thắng thiên niên đặt bày địa thế tự nhiên trung linh dùng tú khí thiêng hội về bậc tướng tài mình cùng đôi thác một thân mạng đành phải chia hai nên bảo phèn xuất nhập trang đài lạnh giang bạch hạc cho đời vì vân du ta tiệc rồi về nơi thoải phủ dòng cân đài ao vũ quỳ tàu xây ra hồi cùng đẹp bản loan cùng thích mời quan đệ tử con rể tai ở tiền cùng đỏ trói sắc rồng ban phong đỏ trói sắc rồng nguyện quan đệ tử uy hùng ở dậy vàng trên trời rơi đất ninh quan mê thông chi đạo Phật tí chuyện bàn cầu đem mắt đất hàng nhịp hàng tinh chỉ văn các quan tả sung nghiêm bổ lực bàn đắp định quân thuyền quân bổ đông hàng
vắt sớ dựng lên thượng lai vắt sớ dựng lên tôn quan tâu đối chúa tên rõ ràng độ cho đệ tử bình an. Đô chữ trường sinh về cho đô chữ trường sinh an khang phú quý lộc tài nở hoa môn mùa phật lạc can quan. Thank you.
phương long nhan thập tờ diệu quan về chiếu tư trung ngang tích tận công dặn kịp thần hoàng lần cần tánh chưa tin trung ngần. Văn sớ dâng lên thượng lại văn sớ dâng lên quan quần tâu đuôi chép biên rõ ràng vì trong trường sinh. Trả lời là quan
địa ngục trình người ở trong phủ Ninh Giang. Khắp bốn phương xa gần đều biết Tôn Quan Tuần Hài đã dậy thần cơ. Cửa sông đâu nó phụng thờ Ninh Giang thiết lập ngôi đền thờ Quan Tuần xanh. Ma
nguyên thủy cung tội lệnh cử trùng cứu độ muôn dân ra hồi trong tình con vua cha.